Kênh YouTube bác sĩ Cây Nho Ninh Thuận xin chào tất cả các anh chị. Thì rất vui lại gặp các anh chị ngày hôm nay. Thì hôm nay Phạm em sĩ chia sẻ cho anh chị các bệnh thường gặp của vườn nho xanh. Nhà em hiện tại là được 13 ngày và hiện tại mưa rất là nhiều. Và tối hôm nay nè, hôm qua thì mới thi nước xong và tối hôm qua thì mưa rất là lớn. Đó. Ướt hầm, ướt bờ luôn. Đó. Và sáng nay thì em sẽ quay những cái bệnh thường gặp của vườn nho mới bấm cành được trên 10 ngày và nó thường xuất hiện những bệnh gì khi mưa tối này, và kết hợp với đó là sẽ biện pháp khắc phục cho nó hợp lý. Thì nào, mời các anh chị hãy cùng đi gặp bà của em để bà của em chia sẻ thêm những vấn đề này nhé. Dạ con chào ba. Ba chào con. Dạ, thì hôm nay con cũng nói với các anh chị á. Dạ, hôm nay ba sẽ chia sẻ cho các anh chị cách nhận biết những loại bệnh thường gặp cây nho giai đoạn bấm cành được 10 ngày đến 20 ngày tuổi và trong thời tiết là mùa mưa liên tục. Thì ba chia sẻ cho các anh chị cùng biết nha. Xin chào các bạn và các anh chị. Dạ. Đó là hôm qua là tôi đã theo nước giải phân. Dạ, đây. Đó, phân nó cũng tàn hết rồi nè. Phân là hôm qua bón phân là mưa. Đây, tàn hết rồi. Là mưa vừa theo xong là mưa rất to. Dạ. Đó, nhưng mà nho là cái đất này nó rút. Dạ. Nho nó rút. Rút. Đó, nên là không có sổ. Dạ. Đó. Là để cho nó tự rút thôi. Dạ. Nếu mà chiều nay mưa tiếp là phải tháo cỏ là hết. Dạ, tháo cỏ ra hết. Phải... chiều nay mà mưa tiếp là tháo cỏ ra cho nó khô. Dạ. Đó là vấn đề thứ nhất. Dạ. Vấn đề thứ hai là mùa mưa là cây nho nó gặp nhiều cái bệnh lắm. Dạ. Đó. Nhưng nho bữa nay là được 13 ngày tuổi rồi. Dạ. Tính ra là được 13 ngày tuổi. Đó. Nhưng mà các bạn là xin chú ý là những cái bông nó cái bông đầu. Dạ. Đó, mưa coi như là bấm ra từ ngày bấm cho tới bữa nay là mưa miết nắng vài ngày thôi. Dạ. Đó là các bạn xin chú ý là cái bông đây, này nó bị nấm cuốn rồi. À, thì mấy hôm giờ thì Phạm em nói về bông này bị nấm cuốn thì đó. Hôm nay thì cũng chia sẻ rõ cho các anh chị cùng biết luôn nhé. Để em lấy nét lại, giờ tối quá không có thể lấy nét được. Đây nè. Thì đặc điểm của nho bị nấm cuốn sao mà mình nhận ra hả ba hả? Thì mình nhận ra bông nó bị nấm là dễ thấy lắm. Dạ. Đó là cái bông là hiện tượng nó là nó bị vàng. Dạ. Đó. Là cái nó đây. Bị đó, nó bị vàng từ cái cuốn xuống. À, nó đó. Vàng. Nó vàng từ cái cuốn xuống. Nó hơi chuyển màu vàng vàng nâu nâu nữa ha. À, là nó ra cái nhánh bông nó đen tàu cám luôn. Dạ. Nó ra nó luôn. Vàng. Đó nó ra luôn đó. Dạ. Là coi như là nếu mà mình để nữa. Dạ. Thì coi là mai chiều mưa nữa là mai những cái này là nó nở mèo lên hết, nở mèo luôn, nở mèo lên luôn. Như vậy là mình bỏ rồi thôi, là không thể sử dụng được đâu ba. Dù bông này là dù bông nó rất cũng rất là to này đó. Đúng, cái này là để lên cho các bạn chú ý. Dạ. Những cái bông nào bị nấm. Dạ. Như bông này nấm là phải ngắt bỏ thôi. Dạ. Ngắt bỏ chứ không có ăn được nữa. Dạ. Đó, để là nữa là nó nở mèo lên. Này, các đó. Anh chị hãy xem này, so sánh giữa hai bên. Bên này là bị nấm cuốn này, thì cái thân nó màu hơi đà đà vàng vàng này, không nâu. Còn, đúng. Bên còn cái hoa bên đây này, các anh chị thấy không này, bên nó rất là bị xanh. Xanh. Đó, cái cuốn. Chú ý á, giai đoạn này mình phải đi ra và mình xem bông thật kỹ nhé. Đó, để mình phun thuốc phòng cho nó hợp lý. Chứ không là nó bị mà như cái này mà hết nguyên vàng á, là coi như là cũng bỏ không luôn. Đó. Đó. Nên giai đoạn này rất là chú trọng đến vấn đề là cây nho nó bị nấm cuốn nha. Đó, nó sẽ không có sau này á, nó cái này nó sẽ khô này, hay là nó bị nhưng mà nó vẫn đậu quả được thì cái quả nó cũng yếu cũng suy. Thì quả nó không lớn nổi. Đó, coi như là bỏ không. Đó. Nên là cái này mình lạc bỏ luôn ba ha. Lạc bỏ luôn. Bỏ luôn. Bỏ luôn. Cái này là coi như nè. Để em quay nét. Bỏ bông luôn. Để em quay nét cho các anh chị xem nhé.
Đây nè, các anh chị thấy không? Cái cuốn nó đây nè, nó màu nâu này. Đây. Đây nó màu nâu luôn này, từ trên xuống này. Đó, là coi như là nó đã bị bệnh và ở đây gọi là bệnh nấm cuốn. Nên các anh chị cũng nên chú ý nha. Đó. Nếu mà các anh chị mà đang bấm nhau mùa này nè, dù vườn một hai cây trồng sân thượng hay là cũng trồng quy mô lớn như ở em mua quy mô để kinh doanh đó, thì các anh chị hãy chú ý phòng bệnh cho nó hợp lý nhé. Chứ nho mà ra bông như thế này rồi mà đến tay rồi mà nó mình bỏ đi thì rất là uổng đó. Dạ dạ rồi song song với những với bệnh nấm cuốn này nè, thì thường giai đoạn này thì nho mưa như thế này thì nó sẽ có những bệnh gì nữa không ba? Thì mưa như này mà nói chung ngày nào cũng mưa thì nó cũng thường bệnh cái thánh thư. Dạ thánh thư. Thánh thư nữa. Dạ. Lá non là nó thánh thư lắm. Cái này nó cũng hơi cháy nhẹ nè ba ha. Nó hạ thánh thư. Nó hơi cháy nhẹ nhẹ, đây là cũng thánh thư nó vô nè. Như mấy cái lá chân này các bạn lặt bỏ đi. Dạ. Cho nó khỏi lây. À. Đó, lặt bỏ. Dạ. Nên là các anh chị chú ý giai đoạn này là nho rất là dễ bị bệnh bởi vì cái lá nó rất là non. Rất non. Đó. Nên là mình phải chú ý. Đó. Rồi khi mưa xuống mình có còn phải rung vàng cho nó ấy nó nước nó rớt xuống cho nó đỡ không ba? Không, nếu mà nó đen cỡ này á thì dạ. Mình rung nhẹ cũng được. Rung nhẹ cho rung nhẹ nước rớt xuống. Rung mà các bạn rung mạnh quá thì nó chỉ cái mấy cái lo này nó bị giòn. Dạ. Đó, nếu mà rung mạnh quá mấy cái lo này nó giòn lắm. Thì các anh chị coi chừng nó bị gãy. Chú ý. Đó, coi chừng nó bị gãy mục. Dạ. Đó, rung mà rung nhẹ thôi, nhẹ thôi thì được. Dạ. Cho nó ráo để mình nhanh xịt thuốc. Đó. Còn các bạn mà rung mạnh quá thì coi chừng nó bị giòn, nó gãy. Dạ. Đó, nó gãy cái mục bông. Đây. Các anh chị hãy xem nè, đây là cái loại bệnh thứ hai mà hôm nay em sẽ giới thiệu cho các anh chị xem, đó là bệnh thánh thư. Đây, biểu hiện của nó là nó sẽ lá nó sẽ xuất hiện những đốm cháy khô đó. Đây nè, nó có thể ăn vô cuốn lá hay là thân, và nguy hiểm hơn đó, là có thể ăn vào cái bông luôn đó. Nên là cũng bên này nhìn chung á cũng rất là nguy hiểm. Nên theo cái quy trình á thì mình phải phun thuốc giai đoạn này liên tục, không nghỉ ngày nào. Đó. Dù 12 đến 13 ngày hôm nay á, thì hôm nay thì farm em chuẩn bị chờ về nho khô này, rồi xong rồi mới bắt đầu phun thuốc lại. Thì 12 ngày trước thì farm em ngày nào cũng phun thuốc hết, nhưng mà vẫn có một số mầm nho này nó ra trước này đó, mình chưa phun kịp á, thì do vườn nho của em lúc đầu nó đã bị rễ mục rồi, nên là nó phải trước 12 ngày nữa là trước khi bấm nó đã rễ mục. Thì đây là những cành nho mà chưa được phun, thì các anh chị thấy không, rất là nguy hiểm đó. Đây này, cũng may á thì vườn nho của em tuân thủ đúng cái quy trình mà đã nêu ra, nên là đa số là không sao, chỉ có một hai cành nó bị ảnh hưởng thôi đó, thì em cũng quay rõ luôn để cho các anh chị cùng xem đó. Không phải các tỉnh mới có bệnh đâu, mà ở Ninh Thuận em vẫn có bệnh như bình thường đó. Thì quan trọng là kinh nghiệm của mình cao hơn và mình dùng những loại thuốc chính xác và đúng lúc đúng nơi và đúng thời điểm thôi đó, sẽ mang lại kết quả cho mình đó. Cái những vết đen này nó đang bắt đầu ăn vào thân rồi đó. Đó. Nên là chú ý là chừng ấy. Là khi nào mình sẽ phun thuốc ông ba? Mưa như thế này nè thì mình thời điểm nào mình phun thuốc là sẽ phù hợp nhất. Thì chia sẻ các bạn là coi như mưa là giờ này nó còn ướt. Dạ. Đó, hiện giờ cây đang rung là nước nó rớt xuống. Nước rớt xuống thôi các anh chị thấy không? Mưa rất là lớn nha. Hôm qua mưa rất là to. Các bạn muốn rung thì phải đi rung nhẹ. Dạ. Chứ không có mạnh. Rung thì cho nó ráo sớm thôi. Bởi vì nó ráo sớm. Trời là con thấy nó không có gió luôn á. Nên là cái việc mà khô á, nó sẽ khô, lá nó
nó khô nước thì nó sẽ rất là lâu đó. Và thời tiết này thì nó cũng đang mù rồi, chứ tầm chừng ngày mai thôi, chứ ngày mốt đây là bão nó sẽ vô này, ngày 29 này nghe dự báo thời tiết đó. Ở Ninh Thuận của em cũng có thể bị ảnh hưởng này, nên là cũng rất nguy hiểm, nên là ở nhà cũng đang rất là lo lắng đó. Vậy hôm nay là mình sẽ phòng những bệnh gì cho cây nho không bà? Phòng hôm nay mình phun này lịch mình phun là mình phun thuốc gì? Thì chia sẻ các bạn là nếu mà hồi chiều qua mưa, dạ, rồi bão đang vô là không có gió, dạ, trời không có gió, dạ, ôm, dạ, mưa đêm rất là nguy hiểm. Nếu mà mình muốn xịt cho nhanh, dạ, thì mình phải rung, dạ, rung gì, dạ, đó, rồi chờ cho nó ráo nước khoảng 9 giờ. 9 giờ, đó, 9 giờ sáng. Khoảng 9 giờ cũng được, dạ, là mới xịt được. Cho nó ráo. Đó, chờ ráo nước là mới xịt được. Ừ. Đó, xịt cho nó tại trời mà mình nhìn trời mà thấy coi như là miết đó 12 giờ là không mưa. Dạ. Thì mình phải chờ ráo. Dạ. Đó. Dạ. Mình phải chờ ráo, mình xịt thuốc nó bám lên nó mới chính xác được. Dạ. Chứ còn nói thí dụ, tôi nói thí dụ mà như mưa mà mình nhìn trời là những cái đám mây mà nó đang đang màu màu á, dạ, thì mình có thể mình xịt luôn cũng được. Dạ, xịt luôn. Đó, xịt luôn. Ừ. Đó, mình xịt khoảng 2 tiếng là mưa tới lại cũng được. Dạ. Đó. Ví dụ như mình thấy mà trời mù nó đang chuẩn bị mưa lại sớm trong vòng 1 tiếng đến 2 tiếng sau thì mình phải xử lý liền. Gì, xịt luôn. Ừ. Còn hiện tại là thời tiết ở em là nhìn chung á mây nó cũng cũng tan bớt và cũng thấy mấy cái màu xanh ở trên trời này, nên là cũng đang nén để chờ đợi thêm tới 9 giờ để cho nó ráo hơn để mình phun. Thì cái này là do mình linh động thôi đó, mình linh động mình xem thời tiết và mình đón thời tiết cho hợp lý và mình xử lý cho nó cực kỳ hợp lý đó. Đây này. Đây là những cành nho, là trong đây là một số nhỏ trong rất là nhiều, là trên 99% vườn nho tại farm em hiện tại là đang như thế này, bông rất là đẹp yêu cầu. Đó, các anh chị cùng xem nhé. Đây, rất là xanh tốt. Đó, nên quan trọng là vì sao như farm em lại được như thế này, bởi vì áp dụng đúng kỹ thuật, đó, đúng quy trình đó, và chữa trị phòng bệnh đúng loại thuốc. Đó, chứ không phải là ra mình muốn phun thứ gì mình phun đó, và cái đó là cũng không đúng đó, sử dụng vừa tốn kinh tế mà cũng không hiệu quả. Đó, thì hôm nay thì farm em vẫn tiếp tục rạch trời đi xuyên suốt trong giai đoạn từ lúc bấm cành cho tới 20 ngày tuổi đó. Những lá này cháy cháy này các anh chị thấy không, lại xuống luôn này. Nó đang bắt đầu ăn vô thân này đó. Nếu mà vô thân gì nè ông bà, giờ mình phun thì nó khô thì nó cũng không có ảnh hưởng gì lớn không bà. Đây này, cái đốm nâu này vô thân rồi này đó. Đây này, nếu mà mình đó, mình phun mà nó khô á thì nó không có len nữa. Dạ. Đó, còn nếu mà các bạn kỹ thì mấy cái lá chân nó bị đen đen nè. Dạ. Đó là tháng thư là lấy bỏ đi. Dạ, lấy bỏ đi. Đây này các anh chị thấy không, khỏi lây đó. Ở em đó, cũng vậy thôi, phun thuốc cũng đúng theo quy trình luôn, ngày nào cũng phun nhưng mà vẫn bệnh đó. Thì quan trọng là mình hạn chế ít nhất có thể thôi, và mình thấy bệnh thì mình phải phòng và mình tiêu diệt nó đó. Vậy hồi lệnh hôm nay là mình sẽ phun loại nào ông ba? Qua buổi sáng này hai ba con mình đã đi theo dõi thì nó đã có xuất hiện là nấm cuốn và bệnh tán thư, thì hôm nay đúng lịch của mình là mình sẽ phun loại thuốc nào để bảo vệ cho vườn nho xanh đang rất là sai bông của nhà mình. Thì chia sẻ các bạn là hôm qua là tôi đã xịt Amistatop, dạ, với lại Melagi combo đó. Rồi. Bữa nay là tôi đỡ lại là Raman, dạ, Raman chạy nấm cuốn á, với lại cũng Melagi đó, rồi cộng thuốc nước đồ thêm vô, dạ, đó, cho nó xài mấy cái đó cho nó
ngừa nấm cuốn. Dạ. Đó, tại giai đoạn này là nó hay bị là thiến thư nè. Dạ. Đó, rồi móc xương nè. Dạ. Rồi nấm cuốn nè. Dạ. Đó là mình phải ngừa ba thằng đó. Đây là những tên bệnh ra là nhìn là nghe thơ là thấy cũng ớn ớn tóc rồi. Đó, đó là ba thằng đó là mình như giới thiệu các bạn là những cái video trước là Rinomin. Dạ. Sẽ có. Dạ. Đó rồi bắt đầu đảo qua Amititop. Dạ. Như là Duy. Dạ. Rồi thay phiên tiếp là Raman. Dạ. Rồi Miraji. Dạ. Đó cứ bàn đó đảo qua đảo lại luôn phiên thôi. Đó luộc nào thì xịt tầng đó. Đó chia sẻ các bạn vậy. Dạ. Đây này, các anh chị xem nè. Bầm ra mùa mưa này. Quá đã. Một canh và đa số canh nào cũng ra bầm như vậy này. Đây tôi chuẩn. Và sau này sẽ pha mình sẽ cho lập xong. Thì lúc đó pha mình sẽ quay cụ thể hơn để cho các anh chị cùng xem. Đó. Dạ. À, vậy thì không có lấy thêm thời gian của ông ba nhiều nữa. Thì video của mình hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Đó. Để cho ba và có thể xử lý vườn nho của mình nữa. Tại mùa mưa này mình phải tiết kiệm được thời gian chừng nào hay chừng đó. Thì con thay mặt các anh chị cũng cảm ơn ba rất là nhiều đã có một buổi ghi hình chia sẻ về những loại bệnh thường gặp của vườn nho xanh nhà mình được 13 ngày tuổi rồi đó. Rồi, xin chào các bạn và các anh chị. Là cũng chia nãy giờ cũng chia sẻ với các bạn các anh chị một số bệnh thường gặp trên cây nho. Dạ. Đó là nhất là cái bệnh những cái bệnh đó. Dạ. Bệnh thiến thư, móc xương, nấm cuốc. Dạ. Các bạn phải mùa mưa như vậy là phải chủ động. Dạ. Đó để mà phát hiện. Dạ. Đó, làm nho thì người ta thường nói là phải chén ra là phải nhìn lên trời. Dạ. Nhìn lên trời làm chi. Dạ. Mình coi những cái đám mây khén. Yeah. Hay là mù. Yeah. Đó, để mình có chủ động mình chuẩn bị mình xịt thuốc. Yeah. Đó, xịt thuốc dây, thuốc dây để ngừa mấy cái loại bệnh đó. Yeah. Rồi, tới đây tôi cũng xin chào các bạn và các anh chị, hẹn lại những ngày sau. Yeah. Đó, để lên cái những cái thuốc khác. Yeah. Các bạn theo dõi. Yeah. Xin chào các bạn. Dạ. Yeah. Con thay mặt các anh chị xin chào các ông bà. Vậy video của em đến đây đã kết thúc rồi. Các anh chị xem mà nếu có thắc mắc gì á thì hãy liên hệ tới số điện thoại của em là 0355493505 hoặc qua comment bên dưới thì Farm Em sẽ nhiệt tình chia sẻ những kinh nghiệm hay tại Farm Em, kinh nghiệm thực tế luôn nha. Đó, tại Farm Em để cho các anh chị cùng xem và biết. Và các anh chị đừng quên like và đăng ký kênh YouTube của em để được cập nhật những video chất lượng nhất và mới nhất và kịp thời nhất gửi đến cho các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.